Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nhất Dáng Nhì Da. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến cho các bạn một chủ đề mang tên cách giảm 10kg trong vòng 1 tháng. Tôi là một trong những người chịu đựng về cả thể chất và tinh thần vì vấn đề cân nặng trong một thời gian dài. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với tất cả những ai đang phải đối mặt với vấn đề này. Tôi tên là Mai Trang, hiện nay 25 tuổi. Tôi là con út trong một gia đình khá giả nên mọi người đều chiều chuộng tôi hết mức có thể. Tôi luôn có những được những gì mà mình mong muốn, cho dù đó là đồ chơi hay thức ăn. Tôi luôn được chăm sóc bởi các anh chị em và nếu họ vui vẻ, tôi sẽ được đi ăn ở trung tâm thương mại. Tất nhiên, điều tôi yêu thích là bánh ngọt. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến trọng lượng của mình và luôn luôn thích thú với mọi chuyến đi chơi. Cho đến khi cân nặng của tôi đạt mốc 87kg, tôi bắt đầu cảm thấy dễ bị mệt. Mệt mỏi, nhịp tim không ổn định và không thở được là những triệu chứng của tôi. Tôi đã đau khổ rất nhiều và cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi đã bị ngất đi khi đang học ở trong lớp. Bác sĩ nói với tôi rằng nếu tôi tiếp tục ăn uống hiện đại và tiếp tục với lối sống này thì nguy cơ mắc phải bệnh tiểu đường và các bệnh liên quan đến cholesterol của tôi là điều mà không thể tránh khỏi. Tôi đã bị sốc và bị stress rất nhiều. Tôi bị tổn thương về mặt tâm lý và lúc nào cũng sợ rằng mình có thể sẽ bị chết. Tất cả các thành viên trong gia đình đều rất lo lắng. Họ bắt đầu đăng ký cho tôi đến các câu lạc bộ thể dục và khóa học giảm cân. Những điều này không chỉ khiến cho tôi không vui mà điều quan trọng nhất là nó không có kết quả. 3 tháng trước tôi đã nhìn thấy một quảng cáo hội thảo trực tuyến về một sản phẩm nổi tiếng dành cho những người đang có vấn đề như tôi. Nó cho thấy kết quả thành công trên người sử dụng mà không cần phải luyện tập hoặc hạn chế ăn uống. Vì vậy tôi quyết định tham gia vào buổi hội thảo. Ở đó tôi đã gặp một số người dùng đã đạt được kết quả và thậm chí một số người còn là những người nổi tiếng. Tôi đã quyết định thử, nhưng trước khi tôi thực sự biến mình thành một trong những người thử nghiệm, tôi đã tự mình tìm hiểu về sản phẩm có tên gọi là Eco Spray. Như theo tôi tìm hiểu, Eco Spray chứa các điều tự nhiên như chiết xuất rễ cây bụt đầm, hạt lanh, chiết xuất từ rễ cây cam thảo, quả táo gai, lá oregano, lá kinh giới. Sau khi biết tất cả những điều này, tôi đã thực sự hài lòng và quyết định đặt hàng. Tôi đã hết sức ngạc nhiên bởi Eco Spray được giao hàng đến sớm hơn dự kiến, vì vậy tôi đã không chần chừ để thử ngay. Sau khi sử dụng Eco Spray trong một tuần, quần áo của tôi bắt đầu rộng ra, tôi bước lên cân và rất vui mừng khi thấy mình đã giảm được 5kg, trong khi không cần đến các câu lạc bộ thể dục hay hạn chế ăn uống của tôi. Tôi cảm thấy tự tin hơn với Eco Spray và sau một tháng sử dụng sản phẩm, tôi đã giảm thêm được 10kg. Hiện tại, tôi đã sử dụng Eco Spray được 3 tháng và chỉ còn nặng 65kg. Tôi không thể diễn tả hết được niềm vui của mình như tôi đang ở 9 tầng mây vậy và tôi cũng có thể ăn những loại bánh mà tôi yêu thích và không phải tập các bài tập vất vả. Theo định kỳ, tôi đi khám và bác sĩ đã hết sức ngạc nhiên trước thân hình mới của tôi. Ngay cả kết quả kiểm tra cũng cho thấy rằng tôi không còn nguy cơ mắc phải một số bệnh nữa. Tôi muốn chia sẻ với mọi người liên kết mua sản phẩm này ở phần dưới đây. Đối với tất cả những ai đang gặp phải những vấn đề rắc rối tương tự, tôi biết các bạn có thể giải quyết được chúng. Đây chắc chắn là một giải pháp cho mọi vấn đề. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Nhất Dáng Nhì Da của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, comment và đừng quên ấn vào nút subscribe đăng ký phía bên dưới để thường xuyên theo dõi những video mới nhất của kênh chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.